Cô chú anh chị biết vô cây sầu riêng là mình sẽ được cái gì không? Và tại sao Ngọc Mỹ vô nhiều vậy không? Nữa có sầu riêng có trái đem về ăn cho nó coi. Sầu riêng đó đem xuất Cảm ơn khẩu, mình đem xuất khẩu chứ sầu riêng đó mình qua bển mình ăn thôi. Còn sầu riêng đó là xuất khẩu qua Trung Quốc và Nhật Bản. Vừa rồi là nó đi 1.000 mấy trăm tấn rồi. Mà cô chú anh chị có biết quyền lợi lợi nhuận của mình như thế nào ở cây sầu riêng không ạ? Và tại sao Ngọc Mỹ lại vô nhiều như vậy? Và khi mà mình vô cây sầu riêng mình được cái gì, và tuyến dưới mình vô sầu riêng, khách hàng của mình vô sầu riêng thì họ được cái gì và mình được cái gì, có ai chưa nắm về cái chương trình này không? sẵn giám đốc nói luôn đi giám đốc. Trang cũng rồi nghe cũng nóng nói rồi có một lần mà không có vô nên không hôm nay chốt lại dám có thể. Cây sầu riêng á, thì chúng ta được lấy về 108 vỉ Lucenta, tức là 54 hộp Lucenta, và chúng ta được chia lợi nhuận cùng với tập đoàn suốt 25 năm. Và từ khi chúng ta ký thì năm sau chúng ta sẽ được tập đoàn chuyển tiền về chính cái tài khoản của chúng ta. Đó là trong ID của chúng ta sẽ có cái hợp đồng thông minh ở trong đó. Và hôm trước Ngọc Mỹ cũng có chụp lên cho cô chú anh chị xem cái hợp đồng của Ngọc Mỹ với tập đoàn đó. Có thông tin cái ngày của mình kích cái cây sầu riêng đó và số tài khoản của mình và ngày kết thúc của cái cây sầu riêng đó. Và cái phần lợi nhuận đó nếu mà theo Ngọc Mỹ tính á, cá nhân Ngọc Mỹ tính nha, 25 năm một cây sầu riêng nếu mà quy ra là được 2 tỷ 7, thì 2 tỷ 7 mình chia lại, này Ngọc Mỹ tính bổ đồng nha, chứ cái năm đầu tiên nó sẽ ít hơn những cái năm sau. Nhưng mà Ngọc Mỹ bổ đồng á, là lấy 2 tỷ 7 Ngọc Mỹ chia lại cho 25 năm. Mình lấy bổ đồng thôi là một năm mình được 108 triệu. Có đúng không ạ? Mình có thể tự lấy, tại con số là ông chủ ông cũng đã đưa ra rồi, là con số cái năm đầu tiên mình sẽ không được 108 triệu đâu. Tuy nhiên Ngọc Mỹ đang lấy con số tổng, Ngọc Mỹ chia đều cho 25 năm á, cả nhà mình có hình dung không ạ? À? Chứ con số rất là rõ ràng cụ thể. Và khi mà chúng ta kích cái cây sầu riêng này, ông chủ ông trực tiếp ông chuyển tiền cho chúng ta, chứ cũng không thông qua ai hết trơn á, cũng không qua Ngọc Mỹ, không qua ai hết trơn á. Cho nên là chính cô chú anh chị sẽ là người vô cái ID của mình xác minh lên cái hợp đồng của mình, đó là mình ký chữ ký giống như ký chữ ký online, giống như bên bảo hiểm á chị Kim Trang, là tự mình vô mình xác minh và tự mình ký. Hôm trước Ngọc Mỹ có ký, Ngọc Mỹ cũng gửi lên cho tập đoàn á, là Ngọc Mỹ cũng có chụp gửi lên cho cô chú anh chị xem á, là xong bắt đầu mình ký xong bắt đầu mình bấm confirm là tự động là tập đoàn sẽ phản hồi lại với mình trong cái ID của mình luôn, chứ không có liên quan tới người ở đầu gì ở đây trơn á. Và riêng cái sầu riêng này người nào vô người đó được. Và Ngọc Mỹ chỉ cho cô chú anh chị luôn nè, những người lớn tuổi á, kêu người ta đầu tư cái sầu riêng đi, đừng có kêu người ta vô rồi xong rồi tiền bi tin quay kỹ thuật số mệt nhức đầu lắm. Nó Ngọc Mỹ chia sẻ nghiêm túc luôn đó, bởi vì khi mà họ mua cây sầu riêng á là cá nhân họ đã lấy về được 54 hộp Lucenta họ dùng nè, mà người lớn tuổi dùng Lucenta là cực đỉnh rồi, miễn bàn. Ngọc Mỹ nói luôn nha, riêng sản phẩm của Bitnay là miễn bàn về kết quả, được chưa? Thì bây giờ chúng ta mới nói tới tiền, còn nếu như sản phẩm không kết quả thì tiền cũng không có giá trị gì trơn á, nếu mà sản phẩm không có hiệu quả, chứ không phải là một cái sản phẩm đem trá hình ở đây là không có. Còn kết quả thì ngày hôm nay cô chú anh chị muốn thích thì lên trên YouTube gõ kết quả của tập đoàn Bitnay, sản phẩm Multichoice Lucenta đầy, quan trọng có thời gian xem hay không thôi, được không ạ? À? Và ngày hôm nay tất cả cô chú anh chị là nhà phân phối hoặc là người mới có 1, 2 ngày, 3, 4 ngày, 5, 6 ngày đó cũng vô trong Zoom này mình nghe, thì nhiều khi những người mới mà từ 1 tháng đổ lại họ vô họ nghe tiền không, họ ngợp cô chú anh chị, họ ngợp. Và nhiều khi họ nghe xong họ 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 thấy giống tài chính này khi cái nọ thì họ sẽ bị dễ bị mất cơ hội lắm. Cho nên Ngọc Mỹ nó lên trên YouTube gõ để mà tìm hiểu về kết quả sản phẩm mình thì chú không có thiếu nha. Và vô buổi tối thứ thứ tư thứ sáu hàng tuần dành cho người mới để tìm hiểu thật kỹ về cơ hội bên này, thì một năm là 108 triệu, vậy thì mình chia cho một năm thì có 12 tháng đúng không ạ? Một năm có 12 tháng thì có phải là một tháng mình có 9 triệu chưa, có đúng không ạ? À? Đây là Ngọc Mỹ đang chia bổ đồng nha, chứ nó không phải là con số cố định như vậy nha cô chú anh chị. Tại vì năm đầu tiên Ngọc Mỹ đã nói rồi, năm đầu tiên nó ít hơn những năm sau, và có hết trong cái bản hợp đồng hết á. Thì cô chú anh chị khi mà mình kích ra tự động mình sẽ thấy, cái bản hợp đồng nó hiện lên trên cái ID của mình, rồi mình tự vô mình ký. Khi mà có đi Ngọc Mỹ chỉ cho cô chú anh chị. Vậy thì cái cây sầu riêng này chúng ta cần những cái điểm, thì trong đó sẽ có một cái điểm DB, có đúng không ạ? À? Khi chúng ta kích này là cần có USRP nè, CB nè, LC nè, BRP nè và DB, có đúng không? Vậy thì ở đây cái điểm DB là từ cái gì ạ? Cái điểm DB là từ BTNY 1.0
chúng ta chuyển qua một từ mảnh tổng BTNY cỏ 2.0, chúng ta chuyển qua. Vậy thì BTNY từ đâu chúng ta có ạ? À? BTNY là từ chúng ta mua Multichute Lucenta, Multirim chúng ta dùng, chúng ta được ông chủ tặng lại cho chúng ta BTNY 1.0, 2.0. Vậy thì cái BTNY 1.0, 2.0 này nè, chúng ta được chuyển đổi qua 100%, đó là điểm DB. Chúng ta thiếu thì chúng ta sẽ mua ở trên tuyến trên. Còn chúng ta có, chúng ta được sử dụng 100% cái điểm DB này. Ví dụ cái điểm DB là cần 2.600, đúng không ạ? À? Vậy thì chúng ta lấy 2.600 đó, chúng ta nhân với 22 là ra 57.200.000. Vậy thì một cái cây sầu riêng chúng ta được trừ ra 57.200.000 nếu như chúng ta có cái điểm DB. Vậy thì có phải chúng ta đang dịch chuyển dòng tiền không cô chú anh chị? Và nếu như cô chú anh chị nào mình có cái bit này thì chúng ta sẽ chuyển đổi qua cái BRB luôn, thì chúng ta được giảm thiểu thêm một ít nữa, là giảm thiểu hơn 60 sáu mấy triệu nữa đó, có đúng không ạ? À? Còn bây giờ chúng ta không có cái BRB là Bitnay thì chúng ta phải chuyển qua tập đoàn, và chúng ta không có cái CB thì chúng ta phải chuyển qua tập đoàn. Chúng ta không có riêng USRB là chúng ta vận hành theo hệ thống là vẫn chia điểm, còn riêng cái DB là không có chia, chúng ta tự có 100%, chúng ta sử dụng hết 100%. Còn nếu như người khách hàng đó không có thì bắt đầu mới chia đều cho dãy tuyến trên giống như URB, được không cô chú anh chị? Được, Được, có giám đó đốc vậy, là quá để được luôn giám đốc ơi. đến Cho nên cái đây. người mua họ được mà. Mọi người hãy bám theo cái chương trình của ông chủ đó, tức là tiêu dùng làm giàu, tiêu dùng không đau và tiêu dùng tuần hoàn, tức là tất cả 100% quyền lợi ông chủ đều dành cho người tiêu dùng. Cho nên ai là người tiêu dùng là người đó được lợi nhất, chứ không phải là cái người đi chia sẻ đâu nha. Vậy thì người chia sẻ họ được cái gì? Người chia sẻ họ cũng xuất thân từ là người tiêu dùng, đúng không ạ? Họ cũng xuất thân từ là người tiêu dùng mà, thì họ thấy họ được những cái quyền lợi gì đó là họ mới chia sẻ với bạn bè của họ, thì ông chủ mới tặng điểm nó lại cho người tiêu dùng mà. Ông chủ cũng tặng điểm lại cho người tiêu dùng mà, thì người tiêu dùng nó có phải mỗi một lần mà họ mua bất cứ một cái gì của tập đoàn thì họ đặt lại được trừ cái điểm nó ra không ạ? À? Đó, cho nên khi mà chúng ta hiểu về cái chương trình tiêu dùng làm giàu, tiêu dùng không đau, tiêu dùng tuần hoàn của Bitnay thì chúng ta cực đỉnh của chú anh chị, cực giàu luôn á. Quan trọng là chúng ta phải biết cách vận hành và biết cách lấy những cái dòng tiền đó. Còn nếu mà không biết cách thì chỉ toàn điểm là điểm thôi. Và Ngọc Mỹ đang chỉ cho cô chú anh chị cách mà dịch chuyển dòng tiền của mình để một năm sau là cô chú anh chị đã có tiền rồi, khi mà cô chú anh chị đang có BTNY 1.0 và 2.0. Vậy thì cái này có phải đầu tư không? Cây sầu riêng có tặng bị tên hoài không giám đốc? Theo như cô Khanh biết là có tặng hay không? Nếu mà theo như cô nghĩ là có tặng hay không? Có tặng 54 hộp luôn chúng ta, rồi hàng năm có tặng 108 triệu đó, thì theo nghĩ là chắc không có tặng bị tên hoài quá, Dạ đã tặng chắc cái chắn đó là rồi. không, dạ chắc chắn là không có tặng luôn rồi chứ không cần nghĩ nữa. Bởi vì sao? Bởi vì tiền ở đâu ra mà trả dữ vậy cô? Cô đã được lấy từ cái điểm BTNY tập đoàn tặng để cô sự sở hữu cây sầu riêng rồi, thì làm gì có cái chuyện tặng mà được tặng của tặng nữa, có đúng không ạ? À? Nó phải hợp lý. Cho nên tại sao mà con hay hỏi lại mọi người để con xem mọi người hiểu như thế nào về cái chương trình đó thì mọi người sẽ nhớ lâu, chứ con trả lời được hay không là nó dễ lắm, lần sau cô sẽ hỏi con tiếp. Đó rồi, đó là chắc không tặng cái bị tên hoài Dạ không có đốn rồi. luôn mà chắc chắn là không rồi. Yeah. Mọi người nên nhớ nè, những cái gì mà điểm tặng của tặng thì sẽ không được ra nữa, không không được BTNY nữa, tại vì mình được sử dụng cái DB. DB là từ BTNY 1.0 2.0 chuyển đổi qua, mà BTNY là chúng ta đã được tặng rồi thì làm gì có tặng của tặng ra tặng nữa cô. Cho nên khi mà mọi người chia sẻ nó không xác á thì người ta rất là dễ nói mình lừa họ, bởi vì làm gì mà có tặng 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 tùm lum tặng vậy, có đúng không ạ? À? Riêng cái cây sầu riêng là người nào mua người đó được lợi. Vậy thì cô chú anh chị nè nên nhớ nè, chị Kim Trang em nói chị cái này luôn nè để cho chị nắm nè. Đầu tư sức khỏe, bởi vì sao? Khi chị vô cái cây sầu riêng này chị lấy về được 54 hộp Lucenta, mà 54 hộp Lucenta trị giá là 432 triệu. Mà chị tập đoàn chia lợi nhuận 25 năm. Vậy thì ở đây nè, chúng ta đang đầu tư vô chính sức khỏe của mình và chúng ta được chia lợi nhuận cùng với tập đoàn. Còn ở đây á, những cô chú anh chị nào á, mình đã từng đi tham quan cái trang trại sầu riêng mấy quả đồi của tập đoàn á, thì chúng ta sẽ cực kỳ có niềm tin về cây sầu riêng này luôn. Cho nên đó là lý do tại sao mà Ngọc Mỹ vô nhiều cây sầu riêng vậy đó cô chú anh chị. Và 5 năm sau là đã thu hoạch rồi.
năm sau đã thu hoạch rồi, và vừa rồi á là đã xuất đi qua bên Trung Quốc là 1.000 mấy trăm tấn rồi. Dạ, và hổng gài là ông chủ chúng ta là liên tục bay qua bên Trung Quốc, và kể có ông Casilim và chị Jirin là sale founder của Duran Musakin là bay qua bên Trung Quốc cách đây mấy ngày, ngày 15 cho tới ngày 17 đó, và sầu riêng Musakin chúng ta là xuất qua Nhật luôn cô chú anh chị đó. Cho nên là ở đây là cái việc mà chúng ta bỏ tiền ra lấy sản phẩm về dùng khỏe cái đẹp, và tại sao một bị nói á, những cô chú anh chị mà những người lớn tuổi á, mình nên lưu tâm tới cái này. Bởi và chị Kim Trang nếu mà chị nhìn được cái thế mạnh này nè, và chị làm bên bảo hiểm á, thì chị sẽ phân tích cho những người khách hàng của chị, không ai mà không vô cây sầu riêng. Bởi vì À, đúng rồi. chị đầu tư bên bảo hiểm á, bên bảo hiểm không bao giờ có lợi nhuận được giống như ở đây, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, chị đầu tư bên bảo hiểm thì sẽ không có sản phẩm để dùng khỏe trẻ đẹp hiện tại. Và cái thứ ba nữa, có phải người ta mua bảo hiểm là người ta cần cái sự an tâm và đảm bảo cho những người còn lại, có đúng không ạ? Hoặc là khi mà kết lại cái cuối cuối chu kỳ, ví dụ như không không hưởng những khi luôn, mình kết cái hợp đồng ở đó, hợp đồng á mình vẫn còn khỏe mạnh bình thường nha, chứ không phải là hợp bảo hiểm là phải có gì đó mình mới được sử dụng, không có, tới khi mình đóng, tới khi mà cuối kỳ mình vẫn được đáo hạn lại, đúng không ạ? Nhưng mà khi đó số tiền của mình nó đã bị giảm rồi, tuy nhiên có còn hơn không do mình tiết kiệm, mà bảo hiểm là xác định gần giống như tiết kiệm á. Tiết Vậy kiệm thì khi mà cái cây sầu riêng này 25 năm, vậy khi mà họ có vấn đề gì đó vẫn thừa kế lại được 25 năm đó, có được không ạ? À, sản phẩm được lấy về 54 hộp lưu Santa, và nếu không thì hàng năm vẫn được nhận nhưng mà không cần phải đóng nữa, còn riêng bảo hiểm 25 năm là phải đóng suốt 25 năm, có đúng không ạ? À, à còn cái này là họ chỉ mua một lần thôi là họ đã được hưởng trọn 25 năm, họ đâu cần đóng hàng quý, hàng tháng, hàng năm nữa đâu, mà hàng năm họ chỉ việc nhận thôi. Khi mà chị phân tích được, bởi vì em biết có một hệ thống họ làm bảo hiểm và họ phân tích cho khách hàng họ về cái này, và cái hệ thống nó toàn vô cây sầu riêng không, bên đội nhóm bạn, cho nên ai làm bảo hiểm mà biết được cái thế mạnh của cây sầu riêng này, mình khai thác, mình chỉ ra cho khách hàng của mình bên bảo hiểm, họ dịch chuyển dòng tiền luôn, và họ vừa khỏe vừa trẻ vừa đẹp nữa, thì chị sẽ giúp cho họ đảm bảo an toàn về sau luôn, tại cái nào cũng có thừa kế mà. Vậy thì đây vừa thừa kế vừa khỏe vừa trẻ vừa đẹp mà không phải đóng tiền hàng năm, còn bên bảo hiểm vẫn đóng tiền hàng năm mà, có đúng không ạ? À, còn không đóng đâu có được đó. Rồi chị nhìn được cái thế mạnh này chưa? Khi mà chị ngồi chị phân tích, hôm nào chị rảnh chị lên công ty em phân tích cho chị về cây sầu riêng này, ai làm bảo hiểm lên gặp Ngọc Mỹ, Ngọc Mỹ phân tích cho cây sầu riêng.